nha. Nên mình đang gửi các cô đọc các bạn làm gửi với khè các bạn, khè thịt mặn các bạn nha, khè cái này ngon quá ngon, không biết ăn được không đây nữa, ngắt chậm nữa, cứ ta mà cứ chúng ta mình ăn cứ đây, chúng ta ăn thử cái thịt mặn ngon, con bé à, các bạn nha. Giữ đi hơi bột à, bỏ lại nó nè, một cục bánh núi làm như là còn cua leo mau quá. Cô này sao giúp cô có dơ mà không ăn ăn núi anh bây giờ con núi. Đâu cần ngâm gì đâu các bạn. Nhưng mà rửa, rửa khô lại. Rồi nướng. Nướng mà đập xong rồi còn rau nha. Rau này mình ướp nè. Chanh chứ, ông ăn thì kho không, múc nước thì kho xong. Ba, muốn thật rồi. Thịt nặng bữa nay 70.000 một ký thôi. Thịt rồi 100 món. Bác gọi là mình thấy kém kém chắc 140 nữa. Ừ, đây à, cho các bạn coi nè. Cái ăn sáo nè, cá mắm có nè. Dễ ghê. Cái xong có đồ có. Cái nền cái này 140 nè. Nặng thêm trái hạnh hay trái hạnh vô cho nó thơm.
nó lâu ăn nó được nó mót nó ngon. Thì ngon ha, thì ít đường mẹ mà chảy mắt nó hồng nữa. Cơm 20 phút là nó mỏi nước mà đạn chén mắm này, đạn chén mắm này mình để ra cái này chăn rắn này là ngon ta để lắm. Khô rồi hả? Thử. Ừ. Thử rồi. Thử rồi. Thử rồi. Thử rồi. Cái khô mà. Thử rồi cũng ngon. Cái xù. Ngon. Gân không à? Cái này không chưa? Ngon nhưng rất là đó, bạn ăn ngon nha. Cô này nó không có làm nó sơn có lúi nó có làm nó không có gần cá tây lấy một chùa ngon cá tây ăn nữa không miếng cơm nữa ha. Được. Ủa, hết rồi.
cơm nào mày thôi suy nghĩ rồi thôi thì nói với anh la ăn cho hết đi rồi nó cho mình nghe bạn. Chúc bạn học nhà mới.